Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cat Cuộc Sống Úc. Hôm nay các bạn cùng mình trải nghiệm thiên đường ăn uống ở Sydney xem như thế nào nhé. Mình đang ở trên tầng 4 của Westfield. Sẽ có một tầng riêng dành cho khu vực ăn uống của tất cả các trung tâm thương mại ở Úc. Salad là món ưa thích của mình vào buổi trưa. Và đây là fish and chips. Cà chua và các loại rau salad là cái món mà người Úc rất ưa dùng. Có thể ăn với nhiều thứ, thịt bò, thịt gà, cá, tôm. Cách làm của họ cũng rất là đơn giản nhé. Chỉ cần các loại rau này để vào với nhau, sau đó thì rắc một chút dầu ô liu và gia vị lên. Vậy là xong. Thường thì họ có thể mua sẵn những cái chai đó ở ngoài siêu thị. Mình thì thường làm salad theo kiểu cho chanh, tỏi, muối, đường, ớt. Cái salad của người Úc thì ăn nhẹ hơn một chút nhé. Nó không có nặng mùi như của mình, cũng không nặng vị. Rất là nhẹ. Rất dễ chịu, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Ngon, món này ngon này. Chip thì rất là thơm, giòn, ngậy nữa. Chắc là có nhiều bơ hay sao, ngậy, ngon lắm. Cá thì hơi xém xém một chút, ăn vừa mềm, vừa giòn, vừa thơm. Salad thì khỏi phải nói rồi, món ưa thích của mình. Ở Úc là multicultural nên là các bạn có thể ăn được các món của nhiều nước. Ở đây có đồ của Nga này, của Ý này, của Trung Đông này, của Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan nhiều lắm. Ăn cá thì cứ phải vắt thêm một chút chanh mới ngon. Dịch đỡ rồi nên mọi người quay trở lại ăn đông lắm. Hôm nay đông quá trời luôn. Chờ phải một lúc lâu, cỡ phải 20 phút thì mới order xong. Perfect. Cá nó ngấm chanh do nó chấm với mazale. Hợp lắm các bạn ạ. Ngon. Chip thì giòn, thơm lưng nè. Cái hàng này chỉ cần đi gần thôi là đã thấy thơm rồi. Nguyên liệu của nó thì tươi ngon. Nên là miễn bàn. Bạn nào ở gần Westfield thỉnh thoảng lên đây ăn. Cũng không đắt đâu. Giá chỉ khoảng tầm 15-16 đô một đĩa. Loại nào đắt thì cứ khoảng 24. Chứ quân bình ở đây là cứ khoảng tầm 14-15-16. Không gian thì thoáng đãng, thoải mái. View cực đẹp luôn. Mấy hôm nay trời cực lạnh luôn, 4-5 độ. Nên là mình cứ phải chui vào mấy cái trung tâm thương mại để ăn buổi trưa, chứ không ngồi ở các quán ở phía ngoài. Họ không có điều hòa, ăn lạnh lắm. Và bây giờ mình đang ở Sapapa. Không biết đọc có đúng không? Đọc sai nó chửi chết. Đây là quán bánh mì của người Trung Đông. Loại gì cũng có, nhiều loại lắm. Và hôm nay mình sẽ thử cái loại này. Đầu tiên thì cái bánh này nó hấp dẫn mình ở cái vỏ ngoài. Cái vỏ ngoài nó có hạt vừng, hạt mè. Trông nó giống như cái vỏ bánh đa của mình ấy nhỉ. Ăn không biết thế nào, thử xem. Mình chọn cái này vì mình đang thèm bánh đa nướng. Mình thèm cái vị bùi bùi ngậy ngậy của hạt vừng. Giòn giòn. Nhưng chắc ở trên cái bánh mì này thì vừng nó sẽ không được giòn đâu nhỉ. Ừ, cũng giòn. Không được giòn như bánh đa nhưng cũng giòn. Và tiếp sau đấy là vì ở trong nó có cá hồi và cái gì mà mình quên nhỉ? À, hạt ô liu, quả ô liu muối. Này, cá hồi này, bơ này, spinach này, cá siêu mỏng, mỗi thứ có tí mọ. Đi qua hàng bánh ngọt cho đỡ thèm. Nói vậy nhưng không thích ăn bánh ngọt đâu nhá. Và bây giờ mình đã dịch chuyển sang cửa hàng Thái Lan. Các bạn thấy cái món này giống món gì của mình không? Giống món bò tái chanh của mình nhỉ? Đây là beef salad. Nhìn màu sắc rất đẹp nhá. Màu sắc sặc sỡ, có đủ loại này. Cà rốt, cà chua, hành tím, các loại rau thơm, dưa chuột nữa. Nhìn cái miếng bò nó bóng, mềm, mượt, ngon. Bò mềm đó các bạn ạ. Thử cà chua xem sao nhá. Trời, ngọt. Được cái là cà chua bên Úc rất là ngọt. Nhưng mà cái gia vị của nó thì mình không thích bằng món bò của mình. Cái này nó hơi bị mặn. Nó hơi bị nhiều mắm quá. Quá mặn so với mình.
có khi là bình thường so với người Thái. Mình thì thích thêm một chút chanh này, thêm một chút đường nữa, hơi ngọt ngọt chua chua nữa thì tốt. Phần salad thì cũng gần giống của mình này, cũng có dưa chuột, cà rốt, hành tím này, một số các loại rau salad như là cái húng Hà Nội cũng có, và thêm cái phần mix salad nữa, nó bao gồm cái lá spinach nhỏ này, rau răng cưa, rau răng cưa gọi là cái rau gì, cái lá nó gần giống lá của cây cây gì nhỉ, cây gì mà mình hay uống trà nhỉ, bồ công anh. Khi mà ăn lẫn bò với salad thì khá là thơm, ngon. Nhưng mà nếu để chọn thì mình vẫn chọn cái món bò tái chanh của mình hơn. Một đĩa này là 12 đồng 99 cũng được. Không đến nỗi nhiều, mà đồ nhiều lắm, rất là nhiều bò. Salad cũng nhiều. Đại loại là cho một người ăn khỏe là đủ. Mình thì hơi nhiều một chút, hơi quá sức một chút. Vì xem, hôm nào các bạn thử nhé. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.